Năm Nguy cơ Tuyến Đường Kiên Giang kính chào quý khách. Tối nay ngày 15 tháng 12, cửa hàng mình giao cái máy cày 4.500 DI. 4.500 DI Thái. Máy khách lấy máy không với lại một cái dàn sới 2m2 để khách chạy một cái máy to ở nhà nữa. Máy này mui đồ đầy đủ luôn, bánh gai rất là đẹp, nó 45 HP. Bốn lần rưỡi này đi lầy rất là êm. DI Bắc Kim Thái Lan trợ lực lái, hộp số đồng tốc 8 tiến 4 lùi. Máy này về Ninh Giang của tỉnh Hải Dương. Ninh Giang tỉnh Hải Dương. Cửa hàng mình cho dàn sới lên trước. Dàn Kuota KRX 2m2. Cho máy lên xe 4.500 DI Bắc Kim Thái Lan. Cửa hàng mình ở xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, nằm trên quốc lộ 80 nối liền hai thành phố Rạch Giá và thành phố Hà Tiên. Máy và dàn sới này về Ninh Giang của tỉnh Hải Dương. Trong cửa hàng mình hiện tại thì có 3 chiếc mới về nhé. Chiếc Yamaha IM357 đời rất là cao, đời cuối 2019 đầu 2020. IM357 57 mã lực, hộp số đồng tốc 8 tiến 8 lùi, 2 tốc độ sới. Máy rất là đẹp luôn ạ. Cầu kỳ khô ráo sạch sẽ, nguyên bản động cơ, hộp số đùi. Thông số lốp của nó là 818 và 13.626. Đùi thẳng nha. Đây còn chiếc này thì là Kubota M60 Su Thái đời 2021. Bánh hông lớn, gai cao. 2021 chạy 124 giờ. Chạy trình diễn. Máy này sản xuất tháng 8 2021. Bánh hông lớn, gai cao. Còn rông zin cho khách luôn nha. Máy này phải nói là hàng hiếm luôn á. Còn trong này thì mình có chiếc 60 bánh gai lì nha. Chiếc này đầu năm 2018.
Su Thái luôn. Bánh gai lì không to. 16.928. Này lên Sài Gòn mình sang xe chạy. Lên Sài Gòn thì lấy xe chạy về Hải Dương.